Thưa quý vị, hòa chung không khí chào đón năm mới, hàng ngàn công nhân của các dự án trọng điểm đang thi công của thành phố Đà Nẵng đã lấy công trường làm nơi đón Tết, nỗ lực thi công, góp phần cùng các hoạt động kinh tế khác, phấn đấu đưa thành phố Đà Nẵng nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bền vững giữa đại dịch COVID-19. Mặc dù đang là ngày Tết dương lịch, nhưng trên công trường dự án cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý vẫn rất sôi động. Hàng trăm công nhân máy móc được huy động và chia làm nhiều mũi thi công. Vượt qua dịch bệnh, đến nay, các hạng mục quan trọng của dự án như cầu vượt, kết cấu hầm chui, trạm bơm đã cơ bản hoàn thành. Trong năm qua thì tình hình là mưa gió, dịch bệnh nói chung rất khó khăn. Nhưng mà nhà thầu là cũng cố gắng huy động thiết bị, nhân lực làm 3 ca ngày đêm. Kể cả là ngày lễ như Tết Dương Lịch đây là vẫn thi công để cho kịp tiến độ. Đến ngày hôm nay là về cơ bản phần hầm là xong phần kết cấu và đang hoàn thiện. Về phần cầu đã hoàn chỉnh và đang thông xe. Về tầng mặt các cây nút ở tầng mặt đất thì là phấn đấu được tiến độ lịch là hoàn chỉnh để thông xe tầng mặt đất. Và để đảm bảo được cái tiến độ đấy thì hiện nay là mặc dù là ngày nghỉ lễ nhưng mình ban quản lý dự án vận động viên nhà thầu các mũi vẫn cố gắng duy trì thiết bị máy móc và làm liên tục. Còn tại dự án vườn tượng ABS mở rộng, các công đoạn cuối cùng đang được công nhân tranh thủ cả ngày nghỉ lễ để thi công. Đây cũng là một trong những dự án trọng điểm của thành phố chào mừng 25 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Công trình vườn tượng ABS mở rộng rất là vinh dự, là một trong những công trình là chào mừng 25 năm thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là toàn thể là công nhân trên công trình đang quyết liệt thi công, thì hy vọng là với cái sự ủng hộ của thời tiết thì trong khoảng 5 đến 7 ngày nữa thì công trình sẽ cơ bản hoàn thành. Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh và mưa bão, nhưng 25 công trình dự án trọng điểm của thành phố Đà Nẵng vẫn cơ bản đáp ứng được tiến độ đề ra. Đây là những dự án đầu tư chiến lược quan trọng của thành phố. Từng dự án hoàn thành sẽ trở thành cú hích cho kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng phục hồi và phát triển.